10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 3. Hi, xin chào các bạn. Các bạn đang nhìn thấy đây là chiếc xe Mazda 3 phiên bản nâng cấp facelift 2017. Xét về tổng thể chiếc xe thì nó cũng không có thay đổi gì so với phiên bản trước, nhưng một số thay đổi làm cho chiếc xe trở nên hài hòa và mạnh mẽ hơn. Cái thay đổi dễ nhìn thấy nhất là phần mặt ca lăng được thiết kế phần mạ chrome đo bản hơn. Phần logo xe được đưa thấp xuống bên dưới, tạo cho xe được cảm giác thể thao hơn và trông nó hài hòa hơn. Phần đồ họa đèn pha được thiết kế lại, đèn cản được thiết kế tinh gọn lại và có thêm phần sử dụng đèn LED ở bên dưới. Nâng cấp bên ngoài tiếp theo là gương chiếu hậu, sử dụng dải đèn LED kéo dài ra, giúp cho xe đi ngược lại có thể quan sát được dễ dàng hơn. Phần cốp sau của phiên bản nâng cấp facelift 2017 thì không có gì khác so với phiên bản trước. Cốp sau vẫn được tích hợp camera gear và phần cốp của xe Mazda 3 rất là rộng. Tất cả các xe Mazda thì vẫn đều được trang bị cốp xe rất là rộng, có thể chứa được những cái vali cỡ lớn. Thì ngoài ra khi các bạn mua xe Mazda, ta sẽ được tặng một ngoài những cái phụ kiện tiêu chuẩn thì sẽ có một cái bộ túi cứu hộ. Thì trong cái túi cứu hộ này thì nó gồm có những cái phụ kiện dùng cho xe khi xe chúng ta bị gặp trên đường, bao gồm một con lo tay giúp cho mình khỏi bị giơ tay, hai cái dây nối với bình, khi xe mình bị hết bình thì có thể dùng nó để nối qua xe khác đề máy. Ngoài ra thì có cái đèn pin để sử dụng ban đêm và một cái tam giác để cảnh báo khi xe mình gặp sự cố. Phần tắp bi cửa được phối da nâu và cụm điều khiển cửa kính thì được sơn đen bóng. Phần nội thất của Mazda 3 2017 được thiết kế rất là sang trọng, hài hòa. Nhìn tổng thể giống như những chiếc xe cao cấp, hạng sang. Thì nó khác với những cái dòng xe phổ thông khác, khi chúng ta nhìn trên hình rất là long lanh nhưng mà nhìn thực tế thì nó lại rất là thất vọng. Thì nhưng mà trên Mazda này thì hoàn toàn khác. Ở trong hình như thế nào thì chúng ta nhìn thực tế nó y chang như vậy. Lăng trên phiên bản mới này thì được thay thế hoàn toàn mới, nó tương tự như cái mẫu Mazda 6. Vẫn được tích hợp các phím chức năng, phím điều khiển âm lượng, phím nhận cuộc gọi, từ chối cuộc gọi. Ngoài ra thì nó có phím mình điều chỉnh cái hệ thống cruise control. Đây, cruise control. Và nó tích hợp lạy chuyển số ở trên vô lăng. Lạy chuyển số này khi chạy theo chế độ bán tự động. Đó, trông rất là đồng tay, nhìn cảm giác rất là thoải mái. Xe Mazda 3 phiên bản 2017 đã được trang bị hệ thống cruise control trên cả 3 phiên bản. Trước kia thì ngay cả phiên bản cao chất cấp nhất là sedan 2.0 thì vẫn không được trang bị, nhưng mà nay nó đã xuất hiện trên ngay cả 3 phiên bản luôn. Nó giúp chúng ta dễ dàng đi trong những cái đường giới hạn tốc độ, thì có thể chỉnh set tốc độ tương ý và không cần tác động vào chân ga, xe sẽ tự động chạy với tốc độ mong muốn như ban đầu. Ngoài ra thì xe được nâng cấp lên phiên bản Mazda Connect mới nhất, mới lại cái màn hình được thay thế hoàn toàn mới. Và cảm giác, cái cảm ứng của xe rất là mượt. Đầy đủ các tính năng như là kết nối Bluetooth, nhận cuộc gọi trên xe và nghe nhạc, xem DVD. Số trên xe Mazda 3 mới thì được tích hợp chế độ lái thể thao. Trước kia thì chỉ có Mazda 2, Mazda 6 và CX-5, thì nay nó đã xuất hiện trên Mazda 3 2017. Cái nâng cấp mà có thể nói là sáng giá nhất trong cái phiên bản nâng cấp lần này là có thể nói là phanh tay điện tử. Cái phanh tay điện tử này nó rất là thuận tiện khi chúng ta dừng đậu xe, nếu như mà chúng ta không cần phải tác động đến cái cần kéo phanh như hồi xưa, chỉ cần nhấn nút hoặc là để xe về parking thì xe nó sẽ tự phanh. Và khi chúng ta khởi động thì không cần phải xả phanh nữa. Đôi lúc hồi xưa nếu như mà cái phanh kéo thì có thể chúng ta quên xả phanh, làm cho xe bị hư bố thắng, thì nay nó đã sẽ tự động hoàn toàn. Ngoài ra thì có thêm phần che
học để ly, giống trên Mazda 6 và rất là cao cấp, sang trọng. Nâng cấp tiếp theo là gương hậu chống chói, giúp chúng ta đi đường buổi tối không có bị chói mắt. Và đây là cảm biến gạt mưa tự động, thì khi mà mưa xuống thì cần gạt nước sẽ tự động kích hoạt, rất là thuận tiện, chúng ta không cần phải bật công tắc gạt nước nữa. Mazda 3 phiên bản 2017 vẫn được trang bị hai phiên bản động cơ 1.5 Lit Skytip cho công suất 110 mã lực ở vòng quay 6.000 vòng trên phút, và động cơ 2.0 Skytip cho công suất 153 mã lực ở 6.000 vòng trên phút. Điện tử ở trên cái Mazda 3 2017 thì nó thay thế bằng cái cụm phanh tay này, thì mình bây giờ mình đang đeo dây an toàn và mình cài số về D, không cần tác động vô, đạp ga nhẹ thì phanh tay nó sẽ tự xả. Đó là có tác dụng. Còn khi mình dừng lại thì mình đẩy số về P thì tắt máy thì phanh nó sẽ tự động phanh, mình không cần phải tác động vô cần phanh, rất là tiện. Thì giả sử mình có quên hay là gì đó thì nó không có bị cháy bố thắng. Còn giờ mình sẽ chạy thử ở trên trên đường cảm nhận. Động cơ 1.5 nhưng mà mình theo cái cá nhân thì cái độ trễ của xe nó không có nhiều, và đang dừng chờ thì nó động cơ nó đã tắt, i-stop đã kích hoạt, mình bẻ tay lái, đánh lái hoặc là đạp ga thì xe nó sẽ tự khởi động trở lại. Xe này ngoài chế độ lái tự động thì nó còn có thêm một cái chế độ là bán tự động, thì mình thử luôn, mình sẽ bật qua M này và dùng sử dụng chuyển số bằng lẫy dương số lên vô lăng, thì mình có thể chuyển qua bấm M cộng M từ, nó sẽ ra hai M1 và M2, M3. Đó, tùy theo tốc độ, có thể mình lên tốc độ cao thì nó lên tới M4, đó, M5, M6. Nó sẽ sang số theo tốc độ của xe, giống như là số sàn vậy, nhưng mà cái này mình không có cần dùng chân côn, mình chỉ dùng lẫy chuyển thôi. Đó, hiện tại trên mặt đồng hồ này nó sẽ hiện lên M1, M2, M3, M4. Và cảm giác lái nó rất là thật. Còn cái chế độ tự động thì mình chỉ để đi trong thành phố, khi mà mình ra đường muốn trải nghiệm mà cái vận tốc thật của xe, cách chuyển số của xe thì mình dùng cái bán tự động này. Về cái xe Mazda 3 phiên bản 2017 này thì cái độ cách âm khung xe được gia cố nên là độ ồn của xe nó được giảm đi đáng kể, ngồi khá là thoải mái, không có nghe nhiều tạp âm ở bên ngoài.